đây là cầu Trường Định này các bạn. Cầu Trường Định mới được làm mới đẹp này. Đấy. Nâng cấp lên cầu rộng hơn. Vâng, thọ ở xã Bình Hòa. Từ cầu Trường Định này sẽ chạy lên đường mới đi qua đập dân Phú Phong đó các bạn. Các bạn xem nhé, hiện nay thì như thế nào. Đường này cũng là đường lên Phú Phong luôn các bạn, đường quốc lộ 19B. Xã Bình Hòa. Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Đó. Quốc lộ 19B thì từ Nhân Hội, Quy Nhơn á, rồi lên đến Phú Phong, đi qua Phù Cát các bạn, Gạch Tuyến, rồi lên Ngã Tư Gò Ganh, qua khu vực sân bay, lên Tây Sơn, và điểm cuối cùng là ở thị trấn Phú Phong, Phi Sơn, dài khoảng 58-59 cây gì đó bạn, gần 60 cây đó. Đường 19B qua Tây Sơn này cũng nâng cấp được mấy năm rồi. Hồi trước từ đường nhỏ 7m thì bây giờ nâng lên 11m các bạn. 11m và cho tốc độ chạy có những đoạn được 80 cây số giờ, những đoạn trống á, không qua khu dân cư đó. Chứ hồi trước đường là nguyên thủy, đường này là đường bê tông 6m, 7m gì đó, rất là bé các bạn. Đây là nhà văn hóa chỗ xã Bình Hòa này. Quý vị đến chúc mừng trẻ đời ngư và cùng chung vui với gia đình. Ở quê các bạn Tây Sơn mình thấy đám cưới tổ chức sớm ghê. Hồi nãy bên kia có một đám 8 giờ, đám đây thì hơn 9 giờ. Chơi sớm ghê, 8-9 giờ là đã lên bia rồi. Chờ sập trình cho tới 1-2 giờ chiều. Cỡ ra người dân ở mấy huyện, mấy quê thì ăn chơi hơn người dân Quy Nhơn. Đó, mình nói vậy có phải không bạn? Thấy ăn nhậu rồi thoải mái hơn. Đây là Nghĩa Trang Liệt Sĩ Bình Hòa. Đó, chỗ đây là trung tâm của xã Bình Hòa nè các bạn. Trương Định 2. Quốc lộ 19B, Trương Định 2, xã Bình Hòa. Người dân Quy Nhơn mình thì buổi trưa thì cũng 11 giờ các bạn, 11 giờ mới bắt đầu vô tuyệt. Đó. 1 giờ hay là 12 rưỡi là tan rồi. Còn buổi chiều là phải 5 giờ 30. Theo lịch làm việc của nhà nước các bạn. Buổi trưa thì được nếu mà có đám tiệc đám cưới á, thì nghỉ sớm hơn nửa tiếng để mời về đám giỗ đám cưới sớm hơn. Cái đúng lịch của nhà nước là phải 11 giờ 30 mới xong. Đa phần đám giỗ đám cưới mà có tí bia vào chắc là buổi chiều đó nghỉ luôn. Tới xã Bình Thành rồi nè các bạn nha. Thôn Văn Hóa An Đông, xã Bình Thành. Hình như là qua hết Bình Thành là giáp Phú Phong đó. Lâu lâu không đi không nhớ là các cái xã trên này các bạn.
có một cái đoạn đường mới nay Tây Sơn làm cái đường mới các bạn, để mà đấu nối từ đường quốc lộ 19 qua cầu cầu đập Phú Phong rồi ra hướng đường quốc lộ 19 này, rút ngắn từ Phú Phong xuống đường 19 này là được mấy cây số đó. Đó, đây này, tới cái nút giao này các bạn. Nút giao ngay chỗ Bình Thành này là rẽ trái là ra Phú đập Dân luôn. Còn đi thẳng là sẽ đi thẳng là lên Phú Phong các bạn. Đó, ngay trường tiểu học Bình Thành. Đây đập Dân Phú Phong bên tay trái đây. Còn rẽ tay phải là ra các hiệp phục khác. Bữa trước cũng mấy tháng rồi cũng có quay đoạn này các bạn. Này thì quay lại, hồi lúc đó thì họ đang trải nhựa. Đó, đi thẳng là Phú Phong nha, mình rẽ ra đập Dân Phú Phong. Đập Dân Phú Phong thì cách cầu Kiên Mỹ khoảng chừng 2,5 3 cây số đó các bạn. Đó, đường nối từ đập Dân Phú Phong ra ngoài đường 19B này. Đó, to đẹp, 4 làn xe, có con lương và vỉa hè rất là rộng này. Ngang tiêu chuẩn của đường đô thị. Thời tiết mùa này mù mù các bạn, thỉnh thoảng có mưa cho nên là quay vào video sẽ không có được đẹp lắm. Đó, hai bên nhà cửa bây giờ họ xây lại theo con đường này bạn, đẹp chưa? Đường có điện chiếu sáng này, dạng điện chiếu sáng và trong vỉa hè trồng cây xanh này bạn, ok luôn. Còn phía trước là cái đoạn trống các bạn, không có vỉa hè. Đoạn này là đoạn ruộng trống. Nếu mà Tây Sơn họ làm luôn chỗ này vỉa hè nữa thì đẹp. Chừng nào thì vài năm nữa mấy cái ruộng này không thành khu đô thị mà. Quy hoạch thành khu đô thị hết. Đó bạn, đường đứng đây ngắm xíu cho bạn xem này. Đường kết nối giữa quốc lộ 19B với quốc lộ 19. Đó, đường đẹp rộng rãi, quá tuyệt vời. Từ Bình Thành qua với Phú Phong. Đường này là xong rồi nè các bạn nhé. Đường này là xong hoàn toàn rồi. Đó, mây nó tán ra thì có nắng các bạn. Tí nữa mây nó lấp vô thì sẽ có mưa. Đoạn trước kia là thuộc Phú Phong rồi. Tây Sơn bây giờ cũng có khá là nhiều tuyến đường mới. Nhưng mà để phấn đấu Tây Sơn lên thị xã thì cũng còn một thời gian nữa khá là dài. Kiểu như Tây Sơn cũng giống như Tuy Phước các bạn. Nó cũng có nhiều cái thị trấn rồi xã nó nằm xa với nhau quá. Đây, con đường quá đẹp.
này trồng cái loại cây gì đây các bạn. Chắc đuổi lũi đập róc luôn. Đây có lá đây. Hình như là hoa xưa thì phải. Không biết đập dân Phú Phong hai bên đầu các cái công trình liên quan đã làm xong chưa. Cũng tháng rưỡi hai tháng nay mình không lên đập dân các bạn, không đi đường này. Cứ nói là để ban đêm lên quay cái đoạn đường này với đập dân cho mọi người xem cảnh ban đêm mà cũng không đi được ban đêm. Có khát vọng nhưng mà lại không có thời gian đi các bạn. Có khát vọng đi thì nhiều. Mấy cái nhà kia có cháy cũng xong hết rồi các bạn. Nhà điều hành tập. Đó, chỗ này có một cái vòng xoay nè. Rất lớn các bạn nha. Chỗ đây cũng rộng rãi, lớn. Đây, chạy xung quanh cái vòng xoay này một xíu cho các bạn xem này. Đấy. Sau này sẽ có các tuyến đường mở rộng dưới này nữa, mở lên. Rồi chạy tới phần đập các bạn. Đó, các có những con đường nhỏ để mà đi dọc sông này bạn, cầu cầu dâm. Dọc sông Côn này là bà con mình trồng rau rất là nhiều này. Đó, xà lách, cải, đậu muống các bạn. Đây, đó. Các cái nhà điều hành này các bạn, bữa trước lên thấy chưa xong này thì tương đối ok này, đẹp này. Đó, đây là nhà điều hành tổ đầu mối thủy lợi, xí nghiệp thủy lợi, đập dân Phú Phong. Bên này là nhà gì không biết. Nhà máy thủy điện các bạn, bên đây là nhà máy thủy điện. Còn đây là cái đập này. Còn đây là đường dọc đập các bạn, chạy lên trên cầu Kiên Mỹ với Bảo tàng Quận Trung. Chạy dọc lên khoảng 3 cây số. Trên này nước trên này hình như là người ta đóng đập các bạn, đóng đập rồi này. Nước lớn lắm. Đứng đây có thể thấy cầu Kiên Mỹ mờ mờ kìa các bạn. Trên này đóng đập bắt đầu lấy nước làm thủy lợi rồi đây, không có xe nữa. Mới mưa xong này, rất nhẹp luôn. Chạy dọc phía dưới đập này có con đường này bạn. Ra đây có thể ngắm này. Đó các bạn, bây giờ là người ta đóng đập xả tràn nhé, xả tràn. Cho nên là cách đây hai hôm, hôm Chủ nhật á, trên đập Định Bình, hồ Định Bình á, xả xuống thì ở đây nước họ giữ hết các bạn, do dưới này vẫn thiếu nước mà. Năm nay thiếu nước, không cái đoạn Tây Sơn
mấy huyện từ Hội Nhơn trở vào, thì có lục ở các cái huyện như là trên Vĩnh Thạnh với An Lão thôi, còn lại là thiếu nước, không có lục, không có mưa lớn, mưa lai rai thôi. Khu vực trồng rau hai bên đập dân Phú Phong nè bạn, cải đó, bây giờ làng làng chỗ đây rồi, bây giờ tiếp tục đi qua đập. Trái đây là họ đang làm cái nhà máy thủy điện các bạn, nhà máy thủy điện Phú Phong đó, đang chạy qua đập. Đây là hệ thống vừa đập mà vừa đập dân mà vừa là đập thủy điện luôn, và vừa là cầu giao thông luôn các bạn, 3 trong 1 đó. Chỗ đây sẽ có những cái lá như thế này là làm tua bin nè các bạn. Tua bin vận hành các cái mía, cái ván xả đó. Đứng lại ngắm một xíu các bạn. Đó. Đó.
bên này xẻ này, cổng này xẻ bớt này bạn. Mấy cổng đây là thì đóng kín, mấy cổng giữa xẻ này. Giữa xe này đó các bạn, mấy con giữa xe nước chảy này, còn lại đa phần là giữ nước hết lại các bạn, sẽ bớt cho lưu vực các con sông chảy về khu vực An Nhơn với Tuy Phước đó các bạn. Sẽ tầm 3 cổng thôi, 3-4 cổng vậy đó. Đập này dài 570 mấy mét các bạn, gần 600 mét. Mình đang đứng ở khu vực giữa đập. Giữa đập này có cái tháp này các bạn, kiến chữ lên là đập Phú Phong đó. Như vậy là ra bên này nữa là sẽ giáp với quốc lộ 19 các bạn. Đó, mình chạy ra đường quốc lộ 19 luôn nè. Đường này lên cầu Kiên Mỹ các bạn. Đây là xếp nhịp Mây Tây Sơn. Đứng đây xíu các bạn, đứng đây có thể ngắm đập này. Ngắm đập xe trang này các bạn. Khá là đẹp này. Một chỗ mà du lịch miễn phí nha bạn. Cái đập này là du lịch miễn phí, từ Quy Nhơn hoặc là các nơi có thể tới đây chụp hình này, đẹp, khá là đẹp đó. Tới qua mùa xuân các bạn, qua mùa xuân mùa nắng thì sẽ đẹp hơn nữa, khi đó là cây cối xanh tốt, nắng đổ lên đẹp, chụp hình sẽ rất đẹp. Bây giờ thì đang bắt đầu mùa mưa, mùa đông, cuối mùa mưa rồi, cũng bị chuyển qua mùa đông rồi, cho nên là thời tiết nó không được đẹp quá lắm. Ok, đây xí nghiệp Mây các bạn, xe người ta để ngoài đường luôn. Tây Sơn chạy ra ngoài quốc lộ 19 luôn. Trước khi mà còn làm đập thì cái đường này nó gớm, nó hư hết, bây giờ người ta sửa, người ta trải nhựa lại luôn này bạn, ngon lành luôn, đẹp luôn. Thấy
Sơn thì mình thấy đoạn đây họ đang mở rộng ra này bạn, đổ đất để làm mở rộng làm các khu đô thị, nới rộng phía nam của Phú Phong này, phía nam Phú Phong. Cố gắng trong tới 2030 thì Phú Phong Tây Sơn sẽ lên thị xã, không biết có lên nổi không. Đó, đổ đất ra tới dưới này. Đó, chảy nhựa nhưng mà có một đoạn khúc cua đó thôi các bạn. Dưới này là vẫn còn cũ, đường cũ bê tông này, hư nát hết này, còn trải luôn. Vâng bạn, phía dưới kia là đường quốc lộ 19 đấy, từ đây đi lên Gia Lai. Đây các bạn, đường 19 các bạn, đi lên là trung tâm Phú Phong, và lên nữa là đèo An Khê và tỉnh Gia Lai, còn đi về là về An Nhơn và Quy Nhơn đấy. Ok, video nói bữa đèo quốc lộ 19B và đường quốc lộ 19 kết thúc ở đây các bạn.